8 điều cấm kỵ khi ăn tỏi mà ai cũng cần phải biết. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì chúng ta vẫn biết rằng tỏi như là một cái loại gia vị cũng như là một trong những cái loại kháng sinh mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Tỏi có thể chữa được rất nhiều bệnh nếu như chúng ta biết sử dụng. Tuy nhiên, không phải bất cứ người nào cũng có thể sử dụng tỏi, hoặc là tất cả những loại đồ ăn, thức uống của chúng ta đều có thể sử dụng được với tỏi các bác ạ. Mà có những cái điều cấm kỵ nếu như chúng ta không biết khi ăn vào có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, thậm chí là mất tính mạng vì nếu như chúng ta không biết ăn sử dụng tỏi các bác nhé. Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến các bác 8 cái điều cấm kỵ khi mà chúng ta dùng tỏi. Thứ hai, tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái cách chúng ta sử dụng tỏi làm sao cho hiệu quả. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng đi vào chi tiết. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị thì thứ nhất, tỏi chúng ta không được ăn với thịt gà cũng như là trứng hay là thịt chó các bác ạ. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị thì nhiều người có những cái thói quen ăn tỏi trong bữa ăn, và đôi khi trong bữa ăn của chúng ta cái món thịt gà nó là một trong những cái món mà nó rất là dân dã và quen thuộc với lại người dân chúng ta rồi. Nhưng rất ít người biết rằng tỏi thì lại không nên ăn kèm với thịt gà, vì trong tỏi và thịt gà này có những cái chất nó kỵ nhau. Bởi vậy mà các bác lưu ý là chúng ta không ăn kèm tỏi với thịt gà các bác nhá. Thứ hai là chúng ta không ăn tỏi với lại trứng. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì đã có nhiều người mắc phải những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe rất là trầm trọng khi mà ăn tỏi cùng với lại trứng, vì trong trứng và tỏi nó cũng có những cái chất kỵ nhau các bác ạ. Thứ ba đó là tỏi là chúng ta không ăn với lại cá chấm các bác nhá. Nếu như nhiều người có những cái thói quen ăn trong bữa ăn đều có những cái củ tỏi ăn vào để nghĩ rằng mong muốn cái sự tiêu hóa được tốt hơn, thì thưa với lại các bác chúng ta cũng cần phải lưu ý nếu như có cá chấm. Bởi vậy mà các bác cần phải lưu ý nhá. Thứ ba đó là với thịt chó. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì thịt chó chúng ta có thể sử dụng với riềng hay là với gừng hay là với những loại rau thơm khác. Nhưng đặc biệt với tỏi thì thịt chó không thể sử dụng với tỏi được, vì nếu như chúng ta sử dụng thịt chó với tỏi nó có những cái chất nó kháng kỵ nhau và khiến cho chúng ta ảnh hưởng sức khỏe cũng như là đến hệ tiêu hóa của chúng ta. Và thưa với các bác thì những cái đồ ăn hàng ngày mà nếu như không được ai chia sẻ có thể rất nhiều người không biết đến cái điều này. Bởi vậy các bác hãy đừng quên chia sẻ nó nha. Tiếp theo là những người đang ốm nặng hay là đang sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu, thì chúng ta không được ăn tỏi. Vì nếu như chúng ta ăn tỏi thì trong tỏi nó có cái những chất làm phá hủy cái lượng thuốc của chúng ta cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe với những cái người mà đang yếu cũng như là đang ốm này các bác nhé. Thứ ba đó là với những người bệnh gan thì các bác cũng không nên ăn tỏi, vì theo như nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tỏi sẽ có những cái chất nó ảnh hưởng đến vấn đề gan. Bởi vậy mà những người đang mắc phải những căn bệnh gan hay là đang điều trị những căn bệnh về gan thì chúng ta tuyệt đối không ăn tỏi. Thứ năm đó là với những người bị bệnh về mắt. Thưa với lại quý cô bác anh chị, với những người có vấn đề liên quan đến mắt mờ, mắt kém hay là có những cái dấu hiệu về mắt chúng ta bị suy giảm thì những người này cũng nên kiêng tỏi ngay. Và kể cả với những người đang có những cái bệnh liên quan đến mắt và đang điều trị về mắt thì chúng ta cũng kiêng ngay tỏi các bác nhé. Thứ sáu là với những người bị bệnh tả lị thì chúng ta cũng không nên ăn tỏi, vì thưa với lại các bác, tỏi có cái tác dụng là chống giúp cho tiêu hóa nếu những người bị đầy bụng khó tiêu. Nhưng với những người đã đang bị bệnh tả lị thì chúng ta ăn tỏi vào nó sẽ khiến cho cái căn bệnh của chúng ta lại càng trầm trọng hơn. Bởi vậy nếu những người mắc phải những căn bệnh này thì chúng ta kiêng tỏi ngay. Thứ bảy là với những người đang đói thì chúng ta không nên ăn tỏi, đặc biệt là chúng ta không nên ăn riêng tỏi nếu như bụng chúng ta không có thứ gì, hoặc là bụng đang đói. Nếu như chúng ta ăn như này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về dạ dày và liên quan đến một số những cái vấn đề về tiêu hóa các bác ạ. Thứ 8 là với những người có những cái thể trạng suy yếu thì chúng ta không nên ăn tỏi. Và những người có những cái vấn đề liên quan như là dị ứng với tỏi, các bác có thể thấy điều này khi mà chúng ta mỗi lần sử dụng tỏi xong thì lại thấy khó tiêu hơn, hoặc là lại cảm thấy trong người khác thường hơn,
và dễ cảm thấy như là bị nóng giận hơn hoặc là có những cái biểu hiện lạ thường hơn. Đấy là những người có những cái dị ứng với tỏi. Thì những người này đặc biệt chúng ta kiêng tỏi các bác nhé. Và thưa với lại các bác thì các bác có thể thấy rằng trong con người chúng ta có mỗi người một cái sắc tố riêng, và mỗi người có một trong và mỗi người có những cái phản ứng riêng với những loại đồ ăn. Bởi vậy mà nếu những người có cái vấn đề liên quan dị ứng đến tỏi thì chúng ta cần phải kiêng tỏi ngay. Và thưa với các bác thì sang phần thứ hai này, tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái công dụng của tỏi và cái cách để chúng ta sử dụng tỏi đem lại cái hiệu quả cao nhất. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng khi mà tỏi chúng ta sử dụng sống nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng nếu như chúng ta không biết sử dụng tỏi nó cũng không đem lại hiệu quả cao. Đó là nếu như chúng ta muốn sử dụng tỏi thì các bác hãy bóc vỏ tỏi ra trước khi sử dụng khoảng 15 phút. Đặc biệt là chúng ta có thể thái lát ra hoặc là chúng ta có thể giã ra để sau khi đó chúng ta sử dụng nó mới đem lại hiệu quả. Vì khi tỏi, bản thân của tỏi nếu như chúng ta ăn sống mà chỉ bóc vỏ ngay ăn ngay nó không đem lại hiệu quả cao, mà đến khi chúng ta bóc ra và hoặc là thái ra hoặc giã ra thì trong vòng 15 phút sau tỏi nó mới sinh ra được những cái chất, đây người ta gọi là cái chất của chất mà chống ung thư mà tỏi nó có thể tạo ra được. Và cái chất này nó sẽ được sinh ra sau khi chúng ta thái hoặc là bóc vỏ nó ra trong vòng 15 phút các bác ạ. Bởi vậy các bác hãy sử dụng tỏi đúng cách, đó là chúng ta hãy bóc vỏ tỏi trước khi chế biến hay sử dụng nó các bác nha. Thứ hai đó là tỏi tuy là tốt nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Vì nếu như chúng ta ăn quá nhiều tỏi nó cũng không đem lại công dụng tốt mà đôi khi lại có gây ra những phản ứng ngược. Với những người có những vấn đề liên quan tiền sử đến bệnh dạ dày, nếu như chúng ta dùng tỏi quá nhiều cũng ảnh hưởng đến dạ dày của chúng ta. Và thưa các bác thì không những tỏi được ăn kèm với những loại đồ ăn hay là xào nấu thêm cái phần gia vị gia giảm, mà tỏi còn được biết đến như là một trong những cái vị thuốc khi mà kết hợp tỏi với lại mật ong hay là với lại rượu. Và thưa với các bác thì tôi xin được hướng dẫn các bác cái cách để chúng ta ngâm tỏi rượu để có thể giúp chúng ta chữa bệnh. Với rất nhiều người như là bị thường xuyên cảm thấy trong người yếu và khó tiêu, hoặc là với những người luôn cảm thấy khó ngủ và khí huyết lưu thông kém, thì chúng ta có thể sử dụng rượu tỏi bằng cái cách là các bác hãy lựa chọn những củ tỏi già. Nhớ là phải sử dụng loại tỏi già. Sau đó thì đem về và bóc vỏ ra, sau đó thì giã nó ra, giã ra hoặc là thái lát ra. Sau khi thái lát hoặc giã ra rồi cho vào một cái bình và đổ rượu ngập lên. Với cách này các bác có thể ngâm trong vòng 1 tuần là các bác có thể sử dụng được. Thì mỗi một lần sử dụng chúng ta nên sử dụng vào buổi tối, nó sẽ giúp chúng ta lưu thông khí huyết tốt hơn. Và mỗi lần sử dụng chúng ta chỉ sử dụng một cái ly nhỏ và khoảng chỉ tầm 10ml các bác nhé. Mỗi lần sử dụng ta chỉ tầm dùng 10ml thôi. Như vậy các bác sử dụng đều đặn thường xuyên sẽ tăng thêm sức đề kháng cho các bác, cũng như là giúp cho các bác khí huyết được lưu thông và sức khỏe sẽ cải thiện. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng tỏi với mật ong. Với cũng như với cách chế biến tỏi trên thì các bác hãy chế biến tỏi và giã tỏi ra như vậy. Sau đó thì đổ ngập mật ong và chúng ta nên ngâm tỏi mật ong trên cái bình thủy tinh. Với cách này các bác có thể sử dụng tỏi này cho với tất cả những người, từ người già đến người trẻ, trẻ nhỏ cũng rất là tốt. Ai bị ho hoặc là viêm họng hay là có những cái vấn đề liên quan đến dạ dày, chúng ta có thể sử dụng cách này lại đem lại những cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Thay vì cái việc ăn tỏi sống thì chúng ta ngâm tỏi với mật ong thì nó lại không còn hại dạ dày nữa, mà lại tốt cho những người có bệnh liên quan đến dạ dày và rất nhiều những căn bệnh khác nữa. Đặc biệt là khi tỏi ngâm mật ong thì tỏi hết mùi tỏi và trở nên bùi và ngọt, ngon, thơm hơn rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái điểm yếu mà rất nhiều người sợ khi chúng ta sử dụng tỏi thì nó lại lưu lại mùi của tỏi. Nhưng nếu ngâm mật ong rồi thì các bác không còn có cái mùi này nữa. Đây là một trong những cái cách rất là dễ. Đây là một trong những cách rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cách rất là tốt để duy trì sức khỏe cũng như là giúp cho trẻ nhỏ không bị ho hay là viêm họng các bác nha. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị thì trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác những cái điều cấm kỵ khi mà chúng ta sử dụng tỏi, cũng như là những cái phương pháp sử dụng tỏi làm sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị và giúp cho quý anh chị luôn luôn có cuộc sống được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày. Và đừng quên là nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, hãy dí vào nút đăng ký nếu như nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ. Và nhớ dí vào nút chuông vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video lần sau. Nếu như các bác đang theo dõi video này mà thấy chữ hiện lên trên màn hình, các bác hãy tìm vào chữ phụ đề hoặc là
có ký hiệu CC, dí vào đó các bác sẽ tắt được chữ trên màn hình đi các bác nhá.